Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Lô Thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm đó là về đồ thờ cúng tâm linh. Mẫu sản phẩm này mang tên gọi đó là một cỗ kiệu Long Đình của kiệu long đình này theo cái uh, tín ngưỡng thờ tục của dân gian Việt Nam thì chúng ta thường thấy xuất hiện trong cái đám tang đám hiếu hay các lễ hội thì kiệu long đình luôn là một chiếc kiệu đi đầu thì hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cỗ kiệu long đình bằng chất liệu gỗ giỏi ta đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hải Dương các bác đã xem rất nhiều các video clip làm về đồ thờ cúng của cơ sở đồ gỗ Yên Lanh các bác đã tìm về tới làng nghề và đặt một cỗ kiệu Long Đình. Hôm nay chúng tôi sẽ review cái uh, toàn cảnh cái không gian uh, sản xuất đồ thờ cúng của chúng tôi và đặc biệt đó là chúng tôi muốn gửi tới chi tiết sản phẩm cỗ kiệu Long Đình. Và cái cố kiệu Long Đình này có cái kích thước là cao 2m37, chiều dài 2m37 để cho quý khách có thể nắm được các cái thông tin chi tiết và các bạn đang xem đây là một bức chấn thủy đã được chúng tôi chạm mà tứ linh đó là long ly quy phụ bốn linh vật thiêng gắn liền với thế giới đồ thờ cúng tâm linh và cái phần thân kiệu này chúng tôi hay gọi đó là long cung thì long cung này gồm có hai võng thì võng ngoài là võng long trầu mật nguyệt võng bên trong là dây leo và phía giữa thì có phượng hoàng và phía trên này thì chúng tôi gọi là phần đình của cỗ kiệu long đình thì phần mui này được làm mui vẹm và có bốn góc thì có bốn góc chúng tôi đều chạm mà rồng và chúng các cái họa tiết hoa văn cũng đã được chúng tôi làm sơn son thiếp vàng đài loan rất là nổi toàn bộ cái này là ba mặt chúng tôi chạm như nhau quý vị đang xem đây là phần đế kiệu thì chúng tôi làm vuông 97 và phần đỉnh chúng tôi làm vuông 87 phần đế kiệu này chúng tôi làm thách ra 10 phân phần dạ được chúng tôi chạm hồ phù và long hóa tầng cổ chúng tôi chạm phượng hoàng bên trên phần tam cấp này thì chúng tôi lại cũng chạm dòng trầu cũng là hai bước chấn thủy và các cái cột rồng này được chúng tôi cũng làm dày 8 phân liền khối làm từ chất liệu gỗ rổi ta và đã được mang lên mình đó là sơn son thếp vàng Đài Loan và trên nóc phân đình này chúng tôi có vẽ các cái đám mây nhìn trông rất là bắt mắt và tầng trên cùng đó là các cái lâu thì khi chúng ta rước kiệu chúng ta có thể buộc các cái vải đỏ vào các cái dây đỏ để chẳng kiệu do chắc chắn chúng tôi cũng làm đơn vị sản xuất trực tiếp nên chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem màu trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách tất cả các video về sản phẩm đồ thờ đồ gỗ phòng khách đều được phát trực tiếp tại kênh youtube đồ gỗ hiền Lang quý khách đang xem tới phần đế kiệu thì chúng ta nhìn giống với chiếc án gian hay còn gọi là nhang án Osa và hai cái lỗ trống hai bên này chúng tôi sẽ để hai thanh đòn hai thanh đòn dài 2m37 và dài 6 phân để chúng ta khiêng cái cỗ kiệu này khi chúng ta rước và phía trước này hai bên đều có bao loan được đục nghe trầu và hai phần võng này chúng tôi chạm dòng trầu mặt nguyệt chúng tôi sẽ quay rất chi tiết tỉ mỉ về cỗ kiệu Long Đình. Đây cũng được đánh giá là một cỗ kiệu đẹp. Được hoàn thiện bóng bẩy để bàn giao tới khách hàng đã đặt hàng. Đây là chúng tôi đang quay video trực tiếp tại xưởng Sơn Son Thiết Vàng của chúng tôi. Nằm tại làng nghề La Duyên, xã Yên Ninh, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách cũng có nhu cầu làm về kiệu Long Đình hay kiệu Song Hành, kiệu Bát Cúng quý khách liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các sản phẩm liên quan như cửa võng, ô sa hay là khám thờ. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong các video tiếp theo. Đối với Hèn Lanh cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và ủng hộ chúng tôi ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online. Chúng tôi cũng không phụ lòng mong mỏi của quý khách, chúng tôi sẽ giới thiệu liên tục các cái sản phẩm để cho quý khách tham khảo được chi tiết kích thước mà quý khách hỏi về giá thì quý khách có thể điện trực tiếp cho chúng tôi. Đây là cố kiệu Long Đình, tôi xin nhắc lại phần đế dưới này chúng tôi làm là vuông 97, phần mặt đình là vuông 87 và chiều cao tổng thể từ dưới đất lên đến chóp là 2m37 và chiều dài của hai thanh đoàn cũng là dài 2m37 chạm đầu dòng đuôi tôm thì ở phần cuối video chúng tôi sẽ giới thiệu quý khách hãy bỏ ra từ 5 đến 10 phút xem hết cái video của chúng tôi thì quý khách quý khách có thể biết về các cái sản phẩm kiệu thờ cũng như các cái loại kiệu dước thường thấy trong các cái dịp lễ hội đầu năm Chúng tôi làm ở đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Và cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh thì có nhận chúng tu các cái sản phẩm đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Zalo 0986 88349. Tôi sẽ quay rất chi tiết tỉ mỉ từng góc cạnh cho quý khách xem. Bức chấn thủy đằng sau này chúng tôi chạm đó là tứ linh, long ly quy phụng và phần là của kiệu Long Đình chúng tôi chạm hai võng giống như cửa võng đó là cửa võng số 1 thì chúng tôi chạm dòng trầu mật nguyệt và võng số 2 thì chúng tôi chạm mà dây dưa và bốn xung quanh thì có cột rồng chúng ta nhìn giống như là cái long cung của kiệu này khác với kiệu song hành đó là ở cái giá khiêng hay còn gọi là thanh đòn thanh bảy khách nhìn trên chóp này nó có các cái ô thủng thì chúng ta sẽ luồn cái dây đỏ để buộc kiệu khi chúng ta rước. Và đây là thanh đoàn 7 của chúng tôi, dài 2m37, dày 6 phân. Chạm đầu rồng, đuôi tôm đã được sơn son thiết vàng. Đầu rồng thì chúng tôi thiết vàng và toàn bộ phần thân là chúng tôi sơn son. Và toàn bộ cố kiệu này, quý khách lưu ý là chúng ta có thể tháo rời tại cái nơi chúng ta sử dụng. Và lưu ý chúng ta khi bảo quản là tránh nước, lửa và tránh các cái chất axit, chất hóa học. để chúng ta nên để nơi khô ráo. Cơ sở đồ gỗ đồ thầy Lanh đang sản xuất rất nhiều các sản phẩm như hoành phi câu đối, án gian, ô sa, cửa võng. Đây là mẫu bàn thờ ô sa có kích thước dài 1m97 trong video trước tôi đã giới thiệu. Và đây là cỗ kiệu Long Đình. Chúng ta cùng nhìn lại tổng thể cỗ kiệu Long Đình cao 2m37 của chúng tôi được làm 100% từ chất liệu gỗ rồi ta. Quý khách có nhu cầu làm về kiệu, quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.